chào toàn thể anh em nhé. Hôm nay em giới thiệu tiếp cho anh em bộ dàn Panasonic Mini nội địa Nhật, còn khá là đẹp. Nó có hai cái đèn tia vẩy lại rất là đẹp nhé. Con này màn hình rất là đẹp, không có ám ố đâu nhé. Bình thường các cái bộ này ấy, màn hình 100% là ám đen xì trên màn hình rồi, nhưng con này không anh em nhé, đẹp xuất sắc. Về phần màn hình đẹp xuất sắc nhé. Tuy nhiên về tổng thể máy và loa thì có sứt mẻ một vài chỗ, ví dụ như chỗ này sứt nhẹ một tí đây nhé, vận chuyển chắc là ném, người ta ném vận chuyển sứt một tí đây. Đấy, nhìn gần mới thấy, gần xa thì cũng không lộ. Đấy, lưới loa rất là đẹp, lưới loa nó là lưới nhựa anh em nhé, bẩn anh em có thể dùng bàn chải anh em cho xà phòng anh em cọ được sạch đi. Đây, nó dòng BY, BY với là hai cầu bát kép, BY subwoofer. Đấy, nó hai cầu bát kép riêng biệt. Đây, cái dòng này là thiết kế rất là hay nhá. Có nghĩa là cái cầu trên này là loa toàn giải này, bao gồm giải trung trầm, giải trung cao và giải tép ở cái giải trên cùng này. Còn con dưới này tải nguyên cái giải trầm thôi, trầm thấp nhá, nên tiếng của nó đánh rất là dứt khoát, anh em nghe nhạc gì cũng được, nhạc trẻ, nhạc mạnh cũng được hết. Phòng dưới 20m2 anh em chơi nhạc mạnh thoải mái, còn nếu phòng trên 20m2 anh em chơi nhạc vàng, nhạc hát, tiếng hoang mang thoải mái luôn. Chi tiết cái nón này của nó là nón tép luôn, nên là tiếng tép của nó rất là sáng. Nó kết hợp nhiều các chế độ chỉnh nhạc đây nhé. Để cái chế độ heavy này ấy, là theo dạng hình chữ V như thế này, có nghĩa là giải bass và giải tép lên nhiều, giải trầm giải trung của nó ít hơn, để nghe nó đỡ bị khô tiếng. Để anh dành cho anh em thích nghe nhạc bass và nhạc tép nhiều nhé. Đây, cái giải clear này thì là ít giải bass nhưng mà tiếng thì lại rất sạch. Chuyện tình đôi ta nghe ngào chấm đắng muôn. Tiếng rất là sạch luôn, nó lên nhiều tép nhưng mà là ít bass. Đấy, còn cái giải shop này là cái giải nhiều bass ít tép. Còn giải vocal này, đây cái vocal này có nghĩa là giải trung nó lên, dung giải trung nó lên nhiều, còn giải bass giải tép nó hơi ít. Đấy, bình thường anh em nghe như thanh niên mình nghe ấy, thì là nghe cái giải heavy này là ok nhất này. Bass ra bass, tép ra tép, bass đánh rất mạnh. Con này volume của nó không phải là volume cơ như bình thường, nên là anh em vặn không bao giờ có tiếng lẹt xoẹt nhé. Nó là volume số. Đây, volume số, vặn vô cực luôn, nên là tiếng khi vặn là êm, nó không có lẹt xoẹt đâu. Đấy, đây là cái em vừa thử chế độ AUX nhé, để anh em cắm điện thoại nghe nhé. Đây, chế độ CD, CD chạy ngon nhé. Nhưng mà em đang hết đĩa CD Việt Nam rồi, còn CD của Nhật thôi. Em sẽ thử CD của Nhật cho anh em nhé. Đây, CD Nhật cũng là đĩa chợ thôi, chạy tốt. Bên này Nhật nhận đĩa rất là nhanh. Đây, CD. Đây, tua bài ok. Là kiểu nhạc đĩa nhạc hòa tấu. Đấy, CD ngon nhé, anh em về nghe CD mà cắm điện thoại ngon. Đấy, về cơ bản là đẹp, loa cũng đẹp, có vài chỗ nó sứt nhẹ, về chỗ này nó bị sứt này. Đấy, nó không lộ lắm đâu, nhìn gần thì thấy, nhìn xa thì không thấy. Đấy, phía sau loa đẹp vuông vức nhá. Đấy, loa là 45W một chiếc. Đây,
Giày giày tép cao là tiêu thụ 10W nhé, giày lao tiêu thụ 35W nhé, là 45W một chiếc, 90W một cặp đấy. Đấy, ra bên này nữa. Đấy, cơ bản là đẹp. Hết bẩn. Chỗ này chưa lao nên nó bẩn. Đây, cục đây. Cục này rất là nặng. Bọn Nhật nội địa này cục của nó làm nặng. Đây, phía nóc của nó đây. Đây. Phía nóc nhá. Con này sản xuất từ 2001 à đâu 2000, năm 2000. Đấy, tuổi thọ nó khoảng xí xoát 22 năm à. Đây là anh em cắm đường điện thoại vào cái qua hai cái lỗ này nhá, đây đường điện thoại nhá. Còn đây, hai cầu bát tép của nó đây. Đây là cầu bát của loa trái và tép của loa trái, bên dưới đây là cầu bát của loa phải và tép của loa phải đây nhá. Đây là dây cắm nguồn, cắm nguồn đây. Đây. Đây thông số của nó đây anh em. 153W, hàng Nhật nội địa nên là nó toàn chữ Nhật thôi anh em nhé. Nội địa 100V. Con này sạc cho anh em 999.000. Đẹp như này bình thường em bán 1,2 triệu cơ, nhưng sạc cho anh em 999.000. Đấy, anh em là chốt nhanh thì chuyển khoản để nhận hàng nhé. Giá trên là giá em chưa bao ship đâu, đã xả rẻ cho anh em rồi, không bao ship. 999.000 là chưa bao ship. Anh em mua hàng thì liên hệ với em theo số điện thoại 0965748574. Em có nhận ship hàng toàn quốc và bọc xốp cẩn thận cho anh em nhé. Facebook của Zalo của em là Đức Anh Loa Bãi. Anh em kết bạn với em để chúng ta trao đổi thông tin qua đấy cho nó tiện. Rồi chào anh em.